không? Rồi bà đá một phát quá à. Bà mõm ơi đi nhanh lên lên trên đi, không bà không để bà đi xa nhanh lắm. Bên này được chưa ơi? Họ dưới thời luôn, dạng tiền luôn. Lên luôn. Có vé hay gì á? Có vé gì anh sẽ? À, để gọi anh. Có vé gì á? Đây làm việc có vé. Nay chị Lan, chị Lê ai cũng xinh đẹp hết cả nhà. Đó là đồ hàng hiệu không nhá quý vị, mặc đồ hàng hiệu. Ông đây không món nữa rồi, hết món. Em đang ngoài cửa nè. Rồi không thấy món ở đâu rồi. Chú Rex Hotel. Chị Loan hôm nay giống bà hội đồng đấy. Giống con gái bà hội đồng. Đúng rồi, giống con gái hội đồng. Chị Phương Lê giống hội đồng. Hôm nay giống công tử Bạc Liêu quý vị này. Anh Sang giống công tử Bạc Liêu này. Công tử Bạc Liêu. Anh Sang hôm nay nhìn là đặc biệt. Công tử Bạc Liêu. Anh Hải đi nốt buổi hôm nay, về mai lại cầm dây nịt nha. Cầm dây nịt. Anh này bữa nay đều biết rồi. Còn bữa nay là anh Nguyễn Vũ ra rồi đó nha. Rồi đang ra đây Nguyễn Vũ ra. Oh my god, trong chú của tôi kìa. Chết thầy rồi, chết nhà còn. Ôi kinh quá luôn á trời. Chỗ nào có anh Vũ, chỗ nào có chị Lo là chỗ đó là đông đúc nha. Đông vui á. Rồi từ từ em có vé có thẻ mới được vào nha. Đây là học đâu? Đang học đâu? Đang học đâu?
đi Hãy subscribe.